Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming và Diệt Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ đó mọi. Và ngày hôm nay thì Khải làm cho anh em một video. Hiện tại bây giờ là có một người anh mua cái đôi giày VIP No 1 mọc của mình. Top 39 kháng loi 30 và sơ lục 100. Và nói chung là anh này không biết như thế nào, không biết cho phải gì luôn. Mà trong khi mua đôi giày này với giá 1,5 triệu thì trả giá đôi giày trả giá cái đao hút nội lực của mình với giá 1,000,000 luôn. Thì nói chung là cũng khá là nhiệt tình. Anh trả giá mình đến bây giờ là khoảng hơn 10 ngày nửa tháng rồi đấy mà. Nên là nói chung là thôi bây giờ thì anh nói là mua luôn đôi giày với lại là cái đao, hai món là 2,5 triệu. Thì mình cũng suy nghĩ khá nhiều ngày rồi. Thì nói chung là đây anh một người anh khá tâm huyết. Thì nói chung là ok. Giày này thì mình không có xài rồi anh em. Giày này thì mình chỉ bán những anh em là tâm huyết thôi. Giá cả thì chỉ những anh em tâm huyết mới trả lời được thôi. Như khả tính ra thì đôi giày này của mình thì 1,5 triệu. Và cái đao này mình tính sơ sơ 1,000,000 thôi cho nó nhanh. Nói chung là mình ép cái đao này hơn 25 kim. Thì tính ra chỉ vì cái giá cái đao này phải hơn 2,000,000 anh em à. 2,000,000 gần 2,000,000 thôi. Nhưng mà thôi tầm này thì nói chung là mình cũng muốn là nhường lại cho anh em ở anh em đi sâu. Thì anh em trả giá cái đôi giày với lại cái này giá của nó là nói chung là tất cả hai món mình bán nó là 2,500,000 đúng rồi. 2,500,000. Anh vừa bán cho mình rồi. Thì ok bây giờ mình sẽ giao dịch. Ok giao dịch này. Giao dịch. Giày nó một mọc với lại đai đao hút nội lực. Mình bán hai món giá 2,500,000. Ok. Nói chung là đôi giày này thiệt mình khá tâm huyết nhưng mà mình đã rao từ cái đoạn bây giờ là hơn 10 ngày nửa tháng rồi em. Chỉ có những anh em tâm huyết thì mới bị em mua thôi. Rồi, đao. Hai món. Đó. Hút nội lực 6. Giày top 39 kháng loi 30 sử dụng 100. Ok. Thế mình nghĩ anh này chắc là chơi cầu lông đao. Chơi cầu lông đao nhưng mà đi theo cái hướng đó là hướng đao thủy, hướng đao bằng sắt nè. Hướng đao bằng sắt đó là mình cần cái giày này thôi. Đó. Và hiện tại bây giờ Khải bán 2,500,000 nha anh em. Hai món này 2,500,000. Và anh em xem ủng hộ đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em. Ok. Khả đang nhận tiền rồi đấy mà, khả đang nhận tiền mạnh rồi. Ok anh. Nào vào ba. Nói chung là vừa bán vừa khuyến mãi anh em à. Tại vì nếu mà anh em xem lại những cái đoạn mà video mà Khải hóng binh á, video mà Khải hóng binh ở những video trước thì cái đao hút nội lực 6 của Khải á, Khải hóng binh là 17 lần. Nếu mà tính ra cái tiền mà số tiền Khải hóng binh 17 lần nó nằm vào vị trí đó là 28 kim anh em à. 28 kim chưa tính tiền phôi. Đó. Ok. 28 kim nhưng mà Khải bán cho anh này cái đao hút nội lực chỉ khoảng 1,2 triệu thôi, 1,2 triệu thôi. Thì tính khoảng tầm 19 kim thôi, 19 kim thôi. Còn cái giày Khải bán anh 1,3 triệu. 1,3 triệu thì nó khoảng 20 kim. Đó, vậy thôi. 1,3 triệu nè. 1,3 triệu, 1,2 triệu là 2,500,000. Qua đi anh. Khi cái này chơi con lông đao. Con lông đao theo hướng bằng sắt. Ok anh em đừng xem, đang xem video này đừng quên cho Khải một like và chia sẻ ủng hộ nha anh em. Ok anh em, bây giờ thì Khải off video này. Hẹn anh em tối nay chúng ta sẽ bắt đầu live stream và cùng chém gió anh em những trận tổng kim 21 giờ. Bởi giờ Khải bận quá nên là Khải không có live tổng kim được anh em à. Ok bye bye anh em, bye bye mọi người. Chung là bye bye anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.